Thưa quý vị, Quảng Trị là một trong 8 tỉnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn để phát triển cà phê đặc sản theo đề án Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Thời gian qua, có nhiều hợp tác xã sản xuất, chế biến cà phê tại Quảng Trị lựa chọn hướng phát triển dòng cà phê sạch chất lượng cao. Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu cà phê khe xanh sang Mỹ và châu Âu. Tới đây, Quảng Trị sẽ triển khai các giải pháp nhằm duy trì ổn định diện tích cà phê từ 4.500 đến 5.000 ha, quy hoạch các vùng canh tác theo hướng hữu cơ, quảng bá xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho cà phê Quảng Trị. Hoa hồi Lạng Sơn có hàm lượng tinh dầu và hàm lượng trans-anethon cao, được sử dụng trong y dược, ẩm thực, đặc biệt là tại thị trường châu Âu. Mới đây, hoa hồi Lạng Sơn nằm trong danh mục 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được công nhận và bảo hộ tại Liên minh châu Âu theo Hiệp định EVFTA. Lạng Sơn là tỉnh có diện tích hồi lớn nhất cả nước với hơn 35.000 ha, chiếm 70% nguồn nguyên liệu cung ứng cho chế biến các sản phẩm gia vị theo tiêu chuẩn hồi tự nhiên. Từ khi chỉ dẫn địa lý hoa hồi Lạng Sơn được bảo hộ, thị trường hoa hồi của tỉnh Lạng Sơn dần khởi sắc, khẳng định được uy tín trên các thị trường trong nước và quốc tế, giá trị hàng hóa của sản phẩm hoa hồi ngày càng tăng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất và kinh doanh hồi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thời gian qua, giá nguyên liệu đầu vào trong sản xuất nông nghiệp tại Yên Bái liên tục tăng. Bên cạnh thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi, phân bón cũng đang trên đà tăng giá, khiến bà con gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, giá phân bón tổng hợp NPK tăng khoảng 15%, phân ure tăng từ 40 đến 50%. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến giá nguyên liệu sản xuất phân bón trên thế giới tăng mạnh, dịch vụ logistics đứt gãy, cước phí vận chuyển tăng từ 3 đến 5 lần. Tại Yên Bái, 6 tháng đầu năm, các công ty, đại lý, cửa hàng đã cung ứng trên 30.000 tấn phân bón các loại cho người dân. Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên người trồng chanh leo tại thị trấn Tam Đường, tỉnh Lai Châu đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho loại trái cây này. Chanh leo là một trong những cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân tại thị trấn Tam Đường. Địa phương này hiện có 4,9 ha chanh leo đang cho thu hoạch. Giá thu mua dao động từ 8.000 đến 10.000 đồng một kg, chưa bằng một nửa so với năm ngoái. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến vận chuyển gặp khó khăn, công ty thu mua không đều như năm ngoái. Nhiều hộ đã đăng bán chanh leo trên Facebook, Zalo và các chợ online để tìm đầu ra cho nông sản này. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân tại Quảng Ngãi chuyển sang dùng dịch vụ mua sắm giao hàng tận nhà. Các siêu thị, cửa hàng cũng nắm bắt xu hướng này, chuyển hướng kinh doanh trực tuyến. Siêu thị vắng khách, nhưng lượng khách hàng chuyển sang mua sắm trực tuyến tăng mạnh. Bộ phận dịch vụ khách hàng của siêu thị Co-op Quảng Ngãi đã tăng thêm 4 nhân viên để phục vụ khách hàng online. Ngày bình thường thì đơn hàng online là khoảng 50 đơn. Thì từ hôm qua nay là tăng đột biến lên khoảng 200 đến 250 đơn. Siêu thị đã tăng cường thêm nhân viên bảo vệ hỗ trợ việc đóng gói. Số lượng nhân viên giao hàng từ 4 người tăng lên 8 người để đảm bảo giao hàng tận nhà cho khách hàng. Mua sắm trực tuyến giúp nhiều khách hàng cảm thấy yên tâm trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trước kia bình thường là tôi hay đến siêu thị để mà tôi chọn hàng hoặc mua những cái hàng mà tôi ưa thích. Thì bây giờ trong tình hình dịch bệnh nó căng thẳng như mấy ngày vừa qua thì tôi là đặt hàng qua online hoặc là có thể gọi trực tiếp xuống siêu thị hoặc những cái cửa hàng tiện lợi là người ta giao tận nhà để tránh được cái hiện tượng là dịch bệnh lây lan ra cộng đồng cũng như trong gia đình tôi, bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Các siêu thị đã triển khai mạnh chương trình mua sắm hộ khách hàng với hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên và giao hàng miễn phí trong nội thành thành phố Quảng Ngãi. Khách hàng chỉ cần ở nhà gọi điện thoại và liệt kê các sản phẩm cần mua, siêu thị sẽ giao hàng tận nhà trong vòng 1 giờ. Thì để cùng với tỉnh thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch, thì siêu thị cũng khuyến cáo tất cả khách hàng chúng ta nên hạn chế đến những nơi đông người, trong đó kể cả đến siêu thị. Mà hiện nay siêu thị chúng ta cũng đang khuyến khích các khách hàng mua sắm online, thì trên các cái nền tảng như Zalo, Facebook hay các cái fanpage app. Thì hiện nay Co-op cũng đang hỗ trợ rất là nhiều công cụ để chúng ta có thể đặt hàng tại nhà. Và trong điều kiện hiện nay thì Co-op cũng đang tăng cường cái nhân sự để phục vụ các đơn hàng online, các cái lực lượng giao hàng tận nhà để đáp ứng cái nhu cầu đơn hàng nhanh nhất cho khách hàng. Hạn chế đến nơi đông người, ưu tiên sử dụng phương thức mua sắm trực tuyến là lựa chọn của nhiều người dân. Cách mua sắm này đảm bảo an toàn sức khỏe trước tình hình dịch bệnh COVID-19.